Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình sáng nay: thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Thanh Hóa phát triển bảo hiểm y tế ở các xã ven biển, chăm sóc mắt cho người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển lâm sản trên địa bàn các huyện miền núi. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Đặc biệt trong thời gian cao điểm thu hoạch lâm sản, nông sản trên các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện miền núi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, vượt sai quy định, phương tiện chở quá khổ, quá tải trọng, chở người trên thùng xe, quá số người ngồi trong cabin, phương tiện quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng. Ủy ban nhân dân các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lăng Chánh, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Thành, Ngọc Lặc, Như Xuân, Thạch Thành, Thọ Xuân tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe, kiểm tra, rà soát các kho, bãi tập kết lâm sản, nông sản để tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu các chủ kho, bãi cam kết không xếp hàng hóa vượt quá tải trọng, quá khổ lên phương tiện. Các bãi tập kết không vi phạm hành lang an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những chủ kho, bãi vi phạm quy định xếp hàng hóa lên phương tiện, để người ngồi trên thùng xe ngồi quá số người cho phép ngồi trong cabin. Đồng thời, không được thu mua, tập kết các bãi lâm sản tự phát dọc trên các tuyến đường trong phạm vi hành lang an toàn giao thông. Chỉ đạo các xã thị trấn rà soát, nắm bắt số lượng người dân trên địa bàn thường xuyên làm thuê hoặc làm thời vụ công việc bốc vác lâm sản, nông sản trên các phương tiện vận tải để nhắc nhở, tuyên truyền quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á tháng 9 năm 2023, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB vừa đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ chậm lại ở mức 5,8% trong năm 2023 và 6% trong năm 2024. Mức dự báo được ADB đưa ra thấp hơn so với dự báo hồi tháng 4 năm 2023, chủ yếu do tác động từ tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Việc thắt chặt tiền tệ ở một số quốc gia phát triển và căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng. Theo đại diện ADB, môi trường bên ngoài yếu đã ảnh hưởng tiêu cực tới lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu của Việt Nam, làm thu hẹp sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, ADB cũng dự báo nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng và dự kiến sẽ phục hồi nhanh trong tương lai gần nhờ tiêu dùng trong nước mạnh, được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện các hoạt động thương mại. Trong ngắn hạn, Việt Nam cần thực hiện chính sách tiền tệ mang tính hỗ trợ và chính sách tài khoá mở rộng để thúc đẩy hoạt động kinh tế một cách hiệu quả. Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cho biết, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2023, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 84 khóa đào tạo tập huấn khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho gần 4.200 lượt học viên. Đối tượng được đào tạo là các chủ doanh nghiệp, lãnh đạo quản lý, người lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cá nhân có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp. Các khóa đào tạo được tổ chức theo hình thức tập trung với những chuyên đề nội dung về kiến thức kỹ năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp, thị trường, marketing, xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, cách đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng. Thông qua các khóa đào tạo đã góp phần nâng cao kỹ năng về quản trị doanh nghiệp, cung cấp kiến thức cần thiết về khởi sự doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy công tác phát triển doanh nghiệp tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, chuyển đổi số đang là đòi hỏi cấp bách, sống còn và là chìa khóa để các doanh nghiệp phục hồi, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tại Thanh Hóa, các doanh nghiệp đang ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng và từng bước đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hệ thống máy đóng túi tự động, máy cắt, may tự động và nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại từ khâu cắt may đến đóng gói đã được doanh nghiệp dệt may này từng bước đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí sản xuất. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng đang thực hiện số hóa quy trình quản trị, vận hành doanh nghiệp, ứng dụng thương mại điện tử để kết nối thị trường. Nhờ vậy, trong bối cảnh dệt may gặp nhiều khó khăn, đơn vị vẫn tiếp cận nhiều thị trường khó tính, đảm bảo đủ đơn hàng để sản xuất. Phía công ty chúng tôi là cũng đã liên tục tìm hiểu và tham dự các hội nghị triển khai công nghệ của các hãng may ấy, để cập nhật tất cả những máy móc mà
hệ thống tự động hiện đại nhất để thay thế cho cái nguồn nhân lực đang bị thiếu hụt. Cái năng suất nó đạt tương đối cao. Ví dụ như một máy thì có thể là so với được 4 đến 5 công nhân. Đấy, năng suất đạt bằng tầm 4 đến 5 công nhân. Chất lượng hàng hóa rất tốt. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyển đổi số trong doanh nghiệp là giải pháp tích hợp áp dụng công nghệ số hóa để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản trị doanh nghiệp nhằm tăng năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Việc chuyển đổi số giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu vận hành, từ đó cắt giảm chi phí, thời gian, nhân công, giúp doanh nghiệp phục hồi bứt phá trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Nhận thức rõ lợi ích này, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dành nguồn lực nhất định để từng bước chuyển đổi số như số hóa quy trình quản trị, vận hành doanh nghiệp, sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự từ xa, quản lý chứng từ, kho hàng, chuyển đổi số bán hàng và marketing thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số, đầu tư máy móc dây chuyền tự động hóa vào sản xuất. Trong cái ứng dụng công nghệ thời kỳ 4.0 thì hệ thống siêu thị Tom Jerry cũng áp dụng rất nhiều công nghệ, đặc biệt ví dụ hệ thống an ninh là giúp cho mình kiểm soát được vấn đề an ninh và kiểm soát được vấn đề về khách hàng ra vào. Thứ hai nữa là áp dụng hệ thống phần mềm quản lý bán hàng, giúp cho mình tại một thời điểm là bất kỳ một đơn hóa đơn nào phát sinh là mình nắm được luôn. Thứ ba nữa là quản trị về tài chính, thì giúp cho dòng tiền của hàng ngày nó trôi thì mình nắm bắt được. Đối với doanh nghiệp thì cũng đã có cái bước chuẩn bị trong cái vấn đề là chuyển đổi số, từ các cái vấn đề là số liệu, cũng hệ thống hóa từ vấn đề là khâu giám sát, là thông qua hệ thống cam giúp cho cái công tác quản lý nó hiệu quả và chặt chẽ. Và hai cái tự động hóa máy móc thiết bị thì nó giảm cái sức người lao động, thì nó sẽ tăng cái năng suất so với lao động thuần túy trước đây. Mặc dù đem lại nhiều hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên việc thúc đẩy chuyển đổi số tại doanh nghiệp vẫn còn gặp phải những rào cản, khó khăn như về chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ, nguồn nhân lực thực hiện chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp đang loay hoay, không biết phải làm thế nào và bắt đầu từ đâu để chuyển đổi số. Trước thực trạng này, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp như hỗ trợ phát triển hạ tầng số, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng, bộ công cụ chuyển đổi số, dành hàng tỷ đồng để thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí tư vấn chuyển đổi số và áp dụng công nghệ số cho doanh nghiệp. Hỗ trợ đưa gần 12.000 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử bosmart.vn và cổng kết nối cung cầu nông sản của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã và đang triển khai nhiều chương trình khảo sát, đánh giá nhu cầu, mức độ chuyển đổi số, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, hỗ trợ công tác chuyển đổi số cho doanh nghiệp. VNPT Thanh Hóa đang phối hợp cùng với Sở Thông tin Truyền thông, cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp triển khai các cái chương trình tiếp xúc, hỗ trợ, tập huấn các cái kỹ năng nghiệp vụ về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, triển khai cung cấp cả về hạ tầng số, cả về các giải pháp, các dịch vụ chuyển đổi số và cả về các cái nền tảng thanh toán online, để cung cấp cho doanh nghiệp một cái giải pháp chuyển đổi số trọn gói và rất thuận tiện và tối ưu về mặt chi phí cho doanh nghiệp trong cái quá trình chuyển đổi số. Mạnh đến cái công tác trọng tâm là thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục là đồng hành cùng với cả tỉnh Thanh Hóa đưa nền tảng số đến với các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp và hỗ trợ các đơn vị này là thực hiện tốt những cái nhiệm vụ chuyển đổi số theo đúng cái định hướng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hiện tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ nằm trong nhóm 10 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, kinh tế số chiếm 20% trở lên trong GDP của tỉnh. Những năm gần đây, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Thanh Hóa đạt hơn 20.000 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Tuy nhiên, nguồn cung vật liệu xây dựng chưa đáp ứng được nhu cầu của các công trình, nhất là cát, đất phục vụ cho xây dựng các công trình giao thông. Bên cạnh đó, giá các loại vật liệu xây dựng chưa được quản lý chặt chẽ, các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc kê khai yếu tố cấu thành giá, từ đó gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án công trình trên địa bàn tỉnh, ghi nhận tại thị xã Nghi Sơn. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 33 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được cấp giấy phép khai thác, trong đó có 2 mỏ cát, 6 mỏ đất và 25 mỏ đá vôi. Tổng trữ lượng khai thác trên 54 triệu mét khối. Theo dự kiến, nhu cầu vật liệu xây dựng từ năm 2023 đến năm 2025 phục vụ cho các công trình, dự án do Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường trên địa bàn thị xã làm chủ đầu tư trên 10 triệu mét khối. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức đấu giá đối với 3 mỏ khoáng sản,
dự kiến đấu giá với 2 mỏ đất san lấp trên địa bàn thị xã với trữ lượng dự báo khoảng 11 triệu mét khối. Nếu các mỏ này hoàn thành, đưa vào sử dụng, trữ lượng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn thị xã đạt gần 63 triệu mét khối. Nhìn chung, các đơn vị được cấp phép thực hiện khai thác theo quy hoạch, nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của các ngành đơn vị khai thác từng bước được nâng lên, mang lại hiệu quả tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, qua kiểm tra giám sát của ngành chức năng cho thấy, vẫn còn một số đơn vị khai thác mỏ chưa chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Còn nhiều tồn tại hạn chế như khai thác ra ngoài vị trí mỏ được cấp, khai thác vượt công suất, chưa hoàn thành đầy đủ các thủ tục liên quan đến môi trường. Quá trình khai thác, vận chuyển làm ảnh hưởng đến môi trường, đường giao thông. Về nguồn cung cấp và giá vật liệu xây dựng, vẫn còn tồn tại tình trạng các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không phối hợp cung cấp báo giá cho cơ quan nhà nước. Việc niêm yết giá bán, báo giá chênh lệch so với giá bán thực tế. Một số doanh nghiệp còn lúng túng trong việc kê khai yếu tố cấu thành giá, từ đó gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Để quản lý nguồn cung cấp giá vật liệu xây dựng, thực hiện công văn số 11723 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã lập kế hoạch phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá bán đúng giá niêm yết đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quản lý, đồng thời xử lý theo thẩm quyền đối với các đơn vị không thực hiện kê khai và niêm yết giá theo quy định. Hàng năm thì trên cái cơ sở là các cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúng tôi xây dựng kế hoạch, đồng thời là có các cái văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã để mà triển khai thực hiện các cái công việc quản lý nhà nước tại địa phương. Khi phát hiện các cái sai phạm thì đối với các hành vi mà thuộc phạm vi xử lý của Ủy ban Nhân dân cấp xã thì giao cho Ủy ban Nhân dân cấp xã phường để thực hiện cái công tác xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp mà các cái hành vi vi phạm mà thuộc xử lý của Ủy ban Nhân dân cấp huyện thì chúng tôi trực tiếp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện để xử lý theo quy định. Đối với các cái hành vi mà nó thuộc phạm vi xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên thì chúng tôi sẽ có cái báo cáo và kiến nghị đề xuất đối với các cơ quan để xử lý các cái vi phạm. Sau khi được các ngành địa phương hướng dẫn, về cơ bản, các chủ mỏ, đất, cát, đá đã được cấp phép thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, thực hiện niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết theo quy định. Các đơn vị ở đây cũng đã từng đưa hợp đồng hóa đơn, giá bán ở đây thì cũng bán là với cái giá quy định 168.000 nhưng thực ra mới bán được đến khoảng 140-150 thôi. Thì cái này cũng đã được các đoàn thanh tra kiểm tra và đã mang về cho tỉnh, báo cáo tỉnh. Máy móc thì nó công suất nó nhỏ nên là cũng sản xuất được rất ít. Còn là ví dụ không may là gặp thiên tai mưa gió thì gặp những đập tràn như này là nó mưa thì là nó lũ lụt lên là xe không đi qua, xe cơ giới không đi qua lại được. Nên là cũng phải dừng lại cái hoạt động cung cấp cho khách hàng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn cùng các ngành liên quan đang hướng dẫn các chủ đầu tư công trình, dự án trọng điểm tiếp cận các mỏ đủ điều kiện, có khoảng cách gần công trình lập đơn giá phù hợp, đảm bảo nguồn cung vật liệu. Về lâu dài, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư, các chủ mỏ đầu tư bổ sung dây chuyền công nghệ sản xuất cát nghiền từ đá, tăng cường cát nghiền thay thế cát tự nhiên cho công trình xây dựng, tận thu tối đa nguồn khoáng sản tại mỏ, đảm bảo nguồn cung và giá vật liệu xây dựng để các công trình, dự án được thực hiện ổn định. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2016-2020, Thanh Hóa có 30 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, sau đến nay chỉ còn 3 xã nằm trong diện này. Không trông chờ ỷ lại các chính sách hỗ trợ của nhà nước, các xã bãi ngang ven biển của Thanh Hóa đã chủ động đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tích cực vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ ngày càng cao. Trong giai đoạn 2006-2020, 100% dân số của xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển được nhà nước cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Sau khi ra khỏi vùng khó khăn bãi ngang, xã Nga Tân chỉ còn khoảng 20% dân số được cấp thẻ bảo hiểm y tế là trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, người nghèo, thường bệnh binh. Việc người dân đang được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước nay phải tự mua bảo hiểm y tế là rất khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đến nay, xã Nga Tân đã có trên 93% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trước đây đều có hỗ trợ của nhà nước. Sau khi mà hoàn thành nông thôn mới thì đơn vị xã Nga Tân nó không còn được hỗ trợ của nhà nước nữa.
về công tác khám tham gia bảo hiểm y tế thì nó bị tụt, nó đạt kết quả nó chưa cao. Trên trước cái tình đấy thì năm 2020 thì trên cơ sở của nghị quyết của Đảng ủy, của chính quyền thì đã tổ chức ra, đã tham mưu cho Đảng ủy ra cái nghị quyết chuyên đề đối với công tác mua bảo hiểm y tế cho toàn dân. Đến nay thì đơn vị xã Nga Tân đã đạt tới 93,67% và cao hơn so với bình quân chung của toàn huyện là 0,67%. Bảo hiểm xã Nga Sơn sẽ thực hiện tốt cái công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, cụ thể là tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện ban hành các cái văn bản chỉ đạo cấp ủy chính quyền các xã thị trấn, ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của huyện, của xã để tổ chức triển khai thực hiện tốt cái công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Giai đoạn 2016-2020, huyện Hậu Lộc có 4 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Đến nay, chỉ còn một xã là xã Ngư Lộc vẫn trong diện này. Hậu Lộc đang tích cực xây dựng nông thôn mới, trong đó tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí quan trọng. Do vậy, việc vận động phát triển tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ được các cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Đến hết tháng 8 năm 2023, huyện Hậu Lộc đã có gần 92% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Hậu Lộc là một huyện ven biển, người dân cũng đang còn nhiều khó khăn. Cho nên là để đảm bảo sức khỏe cho người dân là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Xác định rõ cái nhiệm vụ đó, cho nên ngay từ đầu năm, khi mà có chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì Ủy ban nhân dân huyện chúng tôi đã đưa vào cái chỉ tiêu cứng hàng năm và ra quyết định phân bổ chỉ tiêu đến các xã, thị trấn. Và trong quá trình tổ chức thực hiện, thì hàng tháng yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội huyện là báo cáo tiến độ hàng tháng để có cái đôn đốc chỉ đạo kịp thời đến các đơn vị. Để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đang tăng cường tuyên truyền, vận động trực tiếp, giúp người dân hiểu được lợi ích thiết thực của bảo hiểm y tế. Cơ quan bảo hiểm xã hội, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết các quyền lợi, giám sát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế của người dân. Qua đó hạn chế và ngăn chặn các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Bước qua giai đoạn 40 tuổi, chúng ta bắt đầu suy giảm các khả năng của mắt và có nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Đặc biệt ở giai đoạn sau 55 tuổi, các bệnh về mắt thường tăng nặng và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người cao tuổi, thậm chí có thể dẫn đến mù lòa nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời. Đục thủy tinh thể là bệnh về mắt phổ biến nhất và là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi. Bệnh đục thủy tinh thể diễn tiến từ từ, biểu hiện ban đầu là khi ra ánh sáng, mắt sẽ khó chịu nhưng không bị đau nhức, nhìn một vật thành hai hoặc ba. Sau đó bệnh nặng hơn, mắt cứ nhìn qua một lớp kính mờ, chỉ thấy một điểm đen cố định trên nền mắt sáng. Trong giai đoạn đầu, người bệnh có thể đeo kính hỗ trợ, nhưng nếu đục thủy tinh thể nhiều, biện pháp này không còn tác dụng. Bệnh nhân cần được phẫu thuật để cải thiện thị lực, nếu không sẽ dẫn đến mù lòa. Hiện nay, phẫu thuật phaco là phương pháp tối ưu nhất trong điều trị bệnh đục thủy tinh thể. Đôi mắt của tôi rất là coi như là có những hiện tượng là nó mờ, là nó tối không thấy gì cả. Tôi mới đi khám là có hướng là có bác sĩ là bảo là đi thay đục tinh thể. Xuống đây đó là coi như là nhờ các bên y sĩ, các bác sĩ đã tận tình là chữa cho tôi được đôi mắt, là hôm cho đến hôm nay là đôi mắt của tôi là được sáng rõ, được nhìn thấy rõ người và cũng nhìn thấy chữ, là tôi mừng lắm. Nếu phát hiện sớm thì cái đục thủy tinh thể điều trị rất là đơn giản. Đục thủy tinh thể thì ta có thể thay bằng phương pháp hiện đại nhất bây giờ là phương pháp phaco và đem lại cái thị lực tốt, cái hiệu quả sau mổ là nhanh chóng và bệnh nhân hòa nhập với cộng đồng rất là sớm. Còn nếu mà để phát hiện ra đục thủy tinh thể quá muộn thì cái khả năng thay đổi tinh thể sau này nó đem lại cái thị lực không tốt cho bệnh nhân. Thứ hai là cái cuộc mổ nó diễn ra lâu hơn và để lại những các cái di chứng, biến chứng của cái đục thủy tinh thể đấy là làm thị lực không cải thiện sau khi phẫu thuật. Cùng với đục thủy tinh thể, bệnh glaucoma là một bệnh nguy hiểm và phức tạp trong nhãn khoa thường gặp ở người cao tuổi.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, glaucoma là nguyên nhân đứng thứ hai gây mù lòa sau đục thủy tinh thể và là nguyên nhân hàng đầu gây mù không hồi phục. Không có thuốc điều trị hoặc phẫu thuật nào có thể phục hồi được những tổn thương chức năng và thực thể do glaucoma gây ra. Việc điều trị glaucoma là nhằm ngăn chặn bệnh không tiếp tục gây tổn thương đầu dây thần kinh thị giác, giữ được thị giác hiện có và khắc phục các triệu chứng của bệnh. Thế nhưng hiện nay, theo thống kê tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, có đến hơn 60% bệnh nhân bị glaucoma đến khám và điều trị bệnh ở giai đoạn muộn. Tôi có hiện tượng là đau nhức, mỏi hai mắt, lúc thì đau bên đây nhiều, lúc này đau bên đây nhiều. Và cả tháng này là tôi cứ trà thuốc, trà thì hắn cứ có đỡ ngứa được tí thôi, nhưng mà không thấy đỡ, không thấy khó nhức, cho nên là tôi lên đây đi khám. Vậy đối với những cái bệnh nhân mà đến sớm thì thường các cái triệu chứng của glaucoma nó khá là điển hình và rầm rộ, như là bệnh nhân có đau nhức mắt, chói mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ, nhìn quầng đỏ, quầng xanh, đột ngột, kèm theo các cái triệu chứng toàn thân như là đau đầu, đau cái bên đầu mà của cái mắt mà bị ấy, và buồn nôn, nôn, có các cái triệu chứng của rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra thì những cái glaucoma mà mạn tính hoặc là bán cấp thì các cái triệu chứng về glaucoma thì nó lại âm thầm hơn và mờ nhạt hơn, và cái triệu chứng điển hình đấy là bệnh nhân chỉ có nhìn mờ, thậm chí là nhìn mờ vào từng thời điểm, sau đấy thì nhìn mờ thoáng qua, sau đấy thì bệnh nhân lại thị lực lại trở lại bình thường, nhìn mờ như màn xương, và cái thị lực của bệnh nhân cứ giảm dần, giảm từ từ. Bệnh viện Mắt Thanh Hóa cho biết mỗi năm có thêm hàng nghìn bệnh nhân mới là người cao tuổi mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể, glaucoma, võng mạc đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm, tăng nhãn áp. Đây là những bệnh lý gây giảm thị lực, mất thị lực và mù lòa nếu không điều trị kịp thời. Các bệnh lý này có thể được phòng ngừa hoặc điều trị một cách dễ dàng và ít tốn kém, nhưng điều quan trọng là người bệnh phải được can thiệp sớm để mang lại hiệu quả điều trị cao, giúp phục hồi thị lực tốt. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, ngoài việc xử lý vi phạm hành chính về nồng độ cồn, Cảnh sát Giao thông còn gửi thông báo về người vi phạm tới các cơ quan, đơn vị địa phương tiếp tục xử lý về mặt chính quyền. Trong 9 tháng qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có hơn 550.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chiếm hơn 22% vi phạm bị xử phạt, hơn 1.700 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy, hơn 52.000 trường hợp chở hàng quá tải. Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm 2,3% số vụ, giảm 2,5% số người chết. Để tiếp tục duy trì việc kiểm soát nồng độ cồn, hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia không lái xe, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đang phối hợp với Văn phòng Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động triển khai 6 tổ công tác trực tiếp thực hiện việc kiểm soát, phát hiện vi phạm về nồng độ cồn. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu rà soát các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên. Do công tác quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa còn có hạn chế dẫn đến băn khoăn, lo lắng và tạo ra dư luận không tốt, để tăng cường hiệu quả quản lý, đảm bảo quyền lợi của giáo viên, học sinh và học viên khi tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tăng cường quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về liên kết, tổ chức, triển khai hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học. Bộ cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình triển khai các hoạt động này tại địa phương, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 10. Công ty Điện lực Thanh Hóa vừa có thông báo về kế hoạch thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ điện về những ngày cuối tháng. Nội dung cụ thể như sau. Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ từ năm 2023-2025 với tất cả khách hàng mua điện sau trạm biến áp công cộng và những khách hàng bán buôn. Công ty sẽ bắt đầu triển khai ký thỏa thuận với khách hàng về thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ từ tháng 9 năm 2023. Phấn đấu năm 2023 sẽ hoàn thành với tất cả các khách hàng. Sau khi ký thỏa thuận, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ thực hiện dịch chuyển lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng, bắt đầu thực hiện từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2023. Trong năm, mỗi khách hàng chỉ thực hiện thay đổi một lần, số ngày thay đổi tối đa là 10 ngày một khách hàng.
Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có khoảng 170 tàu thuyền hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng và bơm hút cát, nhưng chỉ có 18 phương tiện còn hạn đăng kiểm, còn lại 152 tàu thuyền đã hết hạn đăng kiểm. Theo quy định số 128 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều các nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, tổ chức bộ máy, trang thiết bị máy móc mới được phép hoạt động. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ có 2 cơ sở được công nhận đủ năng lực sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy nội địa, được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp phép. Các cơ sở này đều nằm ở khu vực thành phố Thanh Hóa. Việc di chuyển phương tiện từ các huyện, nhất là ở các huyện miền núi cách xa hàng trăm km về để thực hiện kiểm tra trên đà, kiểm tra định kỳ và sửa chữa phương tiện gần như không thể thực hiện được. Đây là nguyên nhân chính khiến cho nhiều phương tiện vận tải đường thủy đã hết hạn đăng kiểm nhưng chưa được đăng kiểm mới. Thưa quý vị và các bạn, để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị thi công đã sử dụng nhiều tuyến đường do địa phương quản lý để vận chuyển vật liệu thi công, với cam kết sau khi hoàn thành thi công sẽ sửa chữa hoàn chỉnh nguyên trạng tuyến đường. Tuy nhiên, đã nhiều tháng qua, kể từ khi tuyến đường cao tốc hoàn thành đưa vào khai thác, nhưng một số tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công tuyến đường cao tốc vẫn chưa được thi công hoàn trả, khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, trong đó có các tuyến đường tỉnh 522B, 523, đoạn qua xã Hà Tiến, huyện Hà Trung. Suốt thời gian dài, oằn mình gánh nhiều xe tải trọng nặng chở vật liệu xây dựng phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam, đoạn tuyến đường tỉnh 522B, đoạn qua xã Hà Tiến bị xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, toàn bộ lớp bê tông trên nền mặt đường đã bị bong lóc, trở lại lớp đá lồn nhồn và chằng chịt các ổ gà, ổ voi. Cái đường đấy như chúng tôi đi chợ đấy à, trời mưa chúng tôi không dám đi. Vì hắn lầy các cô tưởng tượng này, cái đất đỏ hắn xuống là đến một gang tay như này. Hắn trơn lắm, trơn trượt lắm. Mong muốn là bây giờ là nhờ cấp trên trả lại con đường lại cho chúng tôi, trước mắt chưa làm đẹp, làm tốt được, phải trả lại cái mặt bằng, san lấp ổ gà, ổ voi ở đường để cho chúng tôi đi lại tạm thời đã. Tương tự, dọc trên 5 km đường tỉnh 523, đoạn đi qua xã Hà Tiến, mặt đường xuất hiện chằng chịt ổ gà. Hai bên lề bị sói trôi và lấp rãnh thoát nước, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Có nhiều vụ tai nạn đã xảy ra. Chúng tôi đề xuất là dự án cao tốc Bắc Nam đã hoàn thiện thì cũng đề nghị nhà nước sớm hoàn trả lại công trình để lại cho nhân dân đi lại được thuận lợi. Đã 5 tháng kể từ khi tuyến đường cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 hoàn thành đưa vào khai thác. Song hiện chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn chưa thực hiện việc khắc phục, sửa chữa tuyến đường đã mượn làm đường thi công, gây bức xúc cho nhân dân. Các cấp chính quyền cần có những động thái quyết liệt hơn nữa để yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu thực hiện đúng trách nhiệm đã cam kết, khẩn trương hoàn trả các tuyến đường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thanh Hóa Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.